Xin chào các bạn. Hôm nay thì Ame sẽ giới thiệu, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách treo tranh ghép bộ nhiều tấm. Và đây là một bộ tranh phong cảnh sông núi rất được yêu thích ở tại Ame. Tranh có mã là 176, có tổng kích thước là 80 x 4,5 m. Các bạn đã thấy thì tranh ghép bộ 5 tấm, 2 tấm ngoài cùng thì có kích thước là 30-60, 2 tấm giáp này thì có kích thước là 30-70 và tấm chính giữa có kích thước là 30 x 80. Thì bộ tranh này phù hợp với cái khoảng tường ở trên ghế sofa từ 1m8 đến 2m. Trên bộ tranh khi các bạn nhận thì đã có bao gồm những cái đinh ba chân. Đây là cái loại đinh chuyên dùng để đóng cho dòng tranh ghép gỗ. Và loại đinh này có một ưu điểm đó là không cần phải khoan đục tường và làm xấu bức tường nhà bạn. Mà một cái đinh này có thể chịu được một tấm tranh nặng từ 2,5kg cho đến 5kg. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trước khi treo tranh thì các bạn sẽ ước chừng cái vị trí treo tranh của mình trước. Đó, tầm 1m6. Chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí chính giữa. Vị trí chính giữa khi mà treo tranh. Sau đó chúng ta sẽ lấy, trước khi treo thì chúng ta sẽ treo cái bộ tranh chính giữa đầu tiên để làm trung tâm, và chúng ta sẽ hướng cái bộ tranh cao nhất có kích thước là 30m8 vào cái vị trí trung tâm để đánh dấu cái vị trí treo tranh. Thì khi mà ướm, các bạn sẽ trên bức tranh sẽ có một cái đinh tai như này, đinh tai, và khi ướm thì chúng ta sẽ đánh dấu, khi ướm chúng ta sẽ đánh dấu cái đinh tai này trên tường như này. Đây, có cái vị trí đinh tai trên tường. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái đinh ba chân. Bước tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ đóng cái đinh ba chân này trên tường. Và cái phần đinh này bạn hướng ra ngoài. Đây, chúng ta sẽ có phần bằng này. Và cái mũi này mình hướng lên trên để treo tranh. Và chúng ta sẽ đóng vào. Khi đóng thì sẽ dồn lực của cả ba cái này vào. Sau khi đóng cái đinh ba chân lên tường rồi thì các bạn sẽ treo cái bộ tranh này vào và tiếp tục ướm cái kích thước của những cái tấm tranh tiếp theo. Tấm tranh này nằm ở bên phải này. Thì khi mà ướm các bạn nhìn nó cân tranh và cách nhau khoảng 5mm cho một tấm tranh. Chúng ta cũng làm tương tự với những các bước khác. Và chúng ta sẽ dùng bút đánh dấu cái đinh tai như khi treo cái bức tranh ban đầu. Sau khi chúng ta đã treo được cái tấm tranh ở trung tâm rồi thì các bạn sẽ phải đứng ra xa và nhìn xem cái tấm tranh này đã cân đối chưa. Riêng với những cái bạn đi treo tranh ở AMEA cho nhà khách hàng thì chúng tôi có một cái thước này để căn chỉnh cái vị trí cân đối của bức tranh. Đấy, khi mà cái dòng nước này nó vào chính giữa. Nếu như ở nhà quý khách thì không có cái thước này, quý khách có thể căn chỉnh bằng cái mắt nhìn của mình sao cho cái tấm tranh nó cân đối. Tấm tranh này cân đối thì chúng ta mới tiếp tục treo những cái tấm tranh còn lại sang hai bên để hoàn thành bức tranh. Sau khi treo được tấm tranh đầu tiên thì Ame sẽ hướng dẫn bạn treo những tấm tranh tiếp theo. Thì khi treo lên tường thì những cái tấm tranh thường cách nhau khoảng 5mm sẽ tạo ra cái khoảng cách nhìn bộ tranh sẽ đẹp hơn. Đó, sau khi chúng ta sẽ đo khoảng cách 5mm, sau đó chúng ta sẽ đánh dấu trên cái tai treo của bức tranh. Đánh dấu tai treo của bức tranh. Đây. Và chúng ta sẽ có vị trí của đinh treo thứ hai. Và bạn treo vào. Đấy. Và các tấm tranh còn lại chúng ta sẽ thực hiện tương tự như cách treo của tấm tranh đầu tiên. Sau khi treo từng tấm tranh trên tường thì chúng ta đã có một bộ tranh phong cảnh sông núi 176 khá là hoàn thiện, các bạn đã thấy. Siêu thị tranh Ame xin cảm ơn các bạn đã xem video này và nhớ like, subscribe.